Đi tắm biển, bé trai 10 tuổi bị sóng cuốn trôi. Trong lúc tắm biển, một bé trai ở huyện Diễn Châu, Nghệ An không may bị sóng cuốn trôi, mất tích. Chiều nay, ngày 30 tháng 4, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Cao Đức Bông cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm một cháu bé 10 tuổi mất tích khi đi tắm biển. Theo ông Bông, khoảng gần 16 giờ cùng ngày, chính quyền địa phương nhận được thông tin có một cháu bé chưa rõ danh tính, quê xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu, mất tích trong lúc tắm biển Diễn Thành. Có hai bé trai đang tắm biển thì một cháu lên bờ được, còn một cháu bị sóng cuốn trôi mất tích, ông Bông nói. Sau khi nhận được tin báo, đồn biên phòng Diễn Thành, bộ đội biên phòng Nghệ An đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm. Đến gần 17 giờ cùng ngày, tung tích của cháu bé trên vẫn chưa được tìm thấy.